không đọc rồi. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đâu con đọc chữ này chữ gì? Không biết. Không biết tại sao con đọc. Sao con đọc như này được? Thầy cô chỉ. Nó xé bỏ luôn nè. Phụ huynh phần hồ đôi xẻ sách khi bé không đọc được mặt chữ. Bây giờ không biết nè, thấy nhiều người phát lên để ý hỏi lại con mình không biết gì hết. Nhưng bài hát được thay lời bằng vuông, tròn, tam giác. Đây chỉ là hai trong số rất rất nhiều clip nổi lên trên mạng thời gian gần đây. Sau khi bộ sách tiếng Việt công nghệ giáo dục được triển khai đại trà trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Sự lan tỏa thông tin một cách thần tốc của thế giới mạng, cộng thêm sự hiểu lầm của nhiều bậc phụ huynh, đã khiến câu chuyện ô vuông, hình tròn, tam giác tưởng như một vấn đề nhỏ là biến thành một câu chuyện lớn hơn rất nhiều. Đây có lẽ là clip đầu tiên mở màn cho cuộc tranh cãi về cách sử dụng các biểu tượng hình học để dạy chữ cho học sinh lớp 1. Rất nhiều lý luận được đưa ra, kèm theo đó là nhiều hiểu lầm từ phía các bậc phụ huynh, như các biểu tượng này được dùng để thay thế chữ viết. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong phương pháp giảng dạy mới theo sách công nghệ giáo dục, thì học sinh sẽ được tổ chức để tự mình phân tích âm và ghi âm lại bằng các chữ cái. Trong quá trình đó, bước đầu tiên trẻ em phải học tách câu thành từng tiếng một. Và việc dùng ô vuông hình tròn chỉ phục vụ cho việc tách câu để đếm tiếng. Ví dụ học sinh học câu, tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bình thường các em vẫn nghe nói những câu thơ, câu văn như vậy hàng ngày, nhưng không nhận thức được câu như vậy được ghép lại từ từng tiếng riêng biệt. Do đó ở trên lớp, thầy cô sẽ dạy học sinh tách từng tiếng ra. Với việc sử dụng biểu tượng ô vuông hình tròn để thể hiện từng chữ, mỗi ô vuông tương ứng với số tiếng trong câu thơ, học sinh sẽ biết một câu khi mình nói ra, đọc ra thì được ghép lại từ mấy tiếng. Mục đích của việc sử dụng các hình vuông, hình tròn và hình tam giác chỉ là để thay thế cho cả tiếng trong một câu thơ, chứ không phải là dùng các hình vuông, hình tròn đó để thay cho cách đánh vần hay là chữ học. Vì cái phần học này, các em chỉ học trong tuần 1 và nửa của tuần 2, từ tiết 7, tiết 8, tiết 9, tiết 10 thì các em đã vào học bảng chữ cái bình thường. Vì vậy mà việc sử dụng hình vuông, hình tròn, hình tam giác không thể là thay thế cho việc đánh vần hay là học chữ của các em được. Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, Thừa Thiên Huế cũng là một trong các địa phương triển khai giảng dạy theo sách công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đài. Qua 3 năm triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh, phương pháp này được đánh giá khá tốt, giúp các em học sinh lớp 1 dễ nhận rõ được từng âm tiết, từng từ, cách phát âm cũng như số tiếng có trong mỗi câu thơ. Và với việc thay đổi bộ sách giảng dạy, nhiều lớp tập huấn dạy theo phương pháp mới cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường. Đồng thời, Trường Đại học Sư phạm Huế cũng theo đó thay đổi giáo trình đào tạo môn giảng dạy tiếng Việt theo bộ sách công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đài, nhằm trang bị cho giáo viên và sinh viên những kiến thức chuẩn, từ đó giảng dạy có hiệu quả cho các em học sinh. Việc dạy tiếng Việt lớp 1 theo cái công nghệ giáo dục hiện nay ở Huế hay là ở rất nhiều tỉnh thành thì đó cũng chỉ là một cái phương pháp, một cái cách dạy mà nhà giáo dục, nhà sư phạm có quyền lựa chọn. Và khi chúng ta đã lựa chọn thì xã hội nên có một cái bình tĩnh để nhìn nhận. Từ góc độ là một cái khoa mà tham gia cái công tác đào tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thì ngay từ năm 2016, năm học 2016-2017 khi mà Thừa Thiên Huế áp dụng trở lại cái tiếng Việt một công nghệ giáo dục thì cái học phần phương pháp dạy học tiếng Việt 1, học phần có liên quan trước đây có trình bày cho sinh viên về phương pháp dạy học học vần trong cái sách giáo khoa hiện hành thì lập tức chúng mình đã điều chỉnh
để cho sinh viên có thể tiếp cận tiếng Việt một công nghệ giáo dục. Và có lẽ là nếu như có cái cơ hội mà có thể phỏng vấn các bạn sinh viên thì đều các bạn đều có thể nhận hiểu rất là rõ ràng vấn đề này, và các bạn ấy vẫn luôn luôn sẵn sàng để dù cái chương trình hay cái tài liệu dạy học có thay đổi như thế nào thì bằng cái bản lĩnh sư phạm của mình, các bạn ấy có thể mang tới cái điều tốt đẹp nhất cho học sinh và hiệu quả tốt nhất. Còn ưu điểm hay nhược điểm của tiếng Việt một công nghệ giáo dục thì mình nghĩ là có rất là nhiều những tài liệu nghiên cứu đã thể hiện rồi. Nhận xét của mình về cái chương trình đó thì nó là một cái chương trình rất khá là tốt. Nó có những cái mặt ưu điểm mà những cái như chương trình hiện hành không có được. Và những cái hiện giờ thì khi mà lên trên Facebook hay là về bất cứ cái phương tiện xã hội nào thì em cũng thấy người ta là đưa ra những cái ô vuông, ô tròn, rồi là người ta chế nhiễu hay là đưa ra những cái bài hát như vậy. Thì đó là hoàn toàn họ đã hiểu sai rồi. Họ đã hiểu sai về cái sự thật, mà nó không đúng là như vậy. Phải là một giáo viên trực tiếp dạy thì mới hiểu được là cái vấn đề nó như thế nào. Đầu tiên khi mà tiếp xúc với chương trình mới thì em thì hơi bỡ ngỡ, bởi vì mình chưa từng được học qua một cái chương trình như thế. Tại vì ngày xưa mình học là chương trình sách cũ. Nhưng mà sau khi tiếp xúc thì em nhận ra là sách mới đã có rất là nhiều điểm mới và điểm rất là thuận lợi. Như là học sinh có thể ngay từ lớp 1 thì đã phân biệt được nguyên âm và phụ âm. Thì ngay từ bài đầu tiên thì có những ô vuông hình tròn đó thì học sinh có thể phân biệt được tiếng. Trước băn khoăn của dư luận xung quanh việc học sinh đánh vần bằng hình vuông, tròn, giáo sư Hồ Ngọc Đài khẳng định vuông, tròn, tam giác không phải là cách phát âm. Đó là việc sử dụng những hình học nhiều màu sắc để vật thể hóa âm tiết của từ, giúp trẻ hiểu về âm tiết, cũng như giúp trẻ phát triển thêm khả năng học toán cùng sự nhạy bén đối với màu sắc. Điều quan trọng cần nắm là những hình vẽ này chỉ đóng vai trò thay thế cho âm tiết, hoàn toàn không mang ý nghĩa của từ và cũng không thể thay thế từ trong giao tiếp. Học sinh của tôi, hai quan trọng nhất là vật thật và vật thay thế. Vật thật là cái gì? Mà cái gì là vật thay thế? Tiếng nói là vật thật. Âm nghe được là vật thật. Các cái mà xưa nay là vật thật. Chứ là một vật thay thế. Chứ không phải là vật thay thế duy nhất. Có nhiều vật thay thế. Mà là vật thay thế tức là trò chơi. Quy ước. Mà quy ước thì có cái luật lệ của quy ước. Như vậy có thể thấy câu chuyện vuông, tròn, tam giác xét theo khía cạnh học thuật, nó hoàn toàn không sai. Tuy nhiên, lý do khiến dư luận xã hội cũng như nhiều bậc phụ huynh hoang mang, đó là do từ trước đến nay, hầu hết các phụ huynh đều học theo chương trình cũ, cách đánh vần cũ. Việc thay đổi cách học, cách đánh vần khiến nhiều phụ huynh cảm thấy xa lạ, khó hiểu. Đồng thời, họ cũng gặp nhiều khó khăn khi kèm cặp con học ở nhà. Chị có gặp khó khăn trong việc dạy kèm cho con ở nhà? Cái này thì có, thật sự là có. Bởi vì mình cũng tương đối là khá mới mẻ với mình. Bởi vì dù sao mình cũng là học cái chương trình cũ mà bây giờ mình tiếp nhận tiếng nói hơi mới mẻ, nhưng mà mình cũng có hỗ trợ từ cô giáo và cũng có tìm hiểu qua sách báo và những cái phương với những cái tài liệu khác, thế thì cháu cũng cả khá là thích thú với phương pháp mới này. Nếu mà áp dụng cái đó thì mình cũng cảm thấy cũng nó khá là lớn là so với cái lúc thời kỳ trước mà mình học ấy. Thì nếu mà phương pháp đó thì thực ra mà đúng hay sai hay dở thế nào thì mình chưa kiểm chứng được. Cái gì mới thì cũng có thể tốt, cũng có thể xấu, nhưng mà nếu mà qua thực tiễn kiểm chứng được thì cái mà tốt thì mình nên áp dụng, mà xấu thì mình nên bỏ đi. Thấy khó khăn với học sinh. Chị Tư người hẳn xuống xẻ, lục cục. Ở trường thì bà nói là cô giáo dạy thôi, con về nhà là mẹ dạy thôi, chứ bà không hiểu. Trước những bất đồng trong dư luận xã hội về chương trình công nghệ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi văn bản hướng dẫn đến các địa phương. Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo địa phương triển khai tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục trên nguyên tắc tự nguyện và phù hợp với điều kiện trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019. Đặc biệt, sẽ chỉ triển khai trên các địa phương đã sử dụng chương trình công nghệ giáo dục, không mở rộng để tạo sự ổn định cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Với Thừa Thiên Huế, địa phương đã triển khai giảng dạy theo tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục được 3 năm. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy theo bộ tài liệu này trong năm học 2018-2019.
Sau 3 năm thực hiện thì đến năm nay là năm thứ 3, thì về phía góc độ quản lý của ngành thì đánh giá rằng là cái việc triển khai đó nó hoàn toàn là thuận lợi và nó đạt được những cái kết quả mong đợi. Những cái con số đánh giá cái chất lượng học tập cái môn tiếng Việt của học sinh lớp 1 cuối mỗi năm học thì đã khẳng định điều đó. Đây là một cái kết quả mà về phía góc độ của những người làm cái công tác chuyên môn thì chúng tôi thấy rất là yên tâm. Chúng tôi thấy rằng cái kết quả ở các cái kỳ đánh giá đối với đối tượng học sinh lớp 1 rất yên tâm. Và đặc biệt thì về phía phụ huynh cũng yên tâm với kết quả học tập của con em mình. Cho nên chúng tôi vẫn triển khai thực hiện, và trong một cái quan điểm là chúng ta tiếp cận với một cái bộ sách khác ngoài cái bộ sách mà đã được bộ thực hiện ở cái chương trình sau năm 2000, chuẩn bị tâm thế cho giáo viên khi chúng ta bước vào cái giai đoạn mà chuẩn bị đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo cái quan điểm là một chương trình nhiều bộ sách. Trở lại với câu chuyện ô vuông, hình tròn, tam giác, rất nhiều ý kiến đều đồng tình việc vấn đề này trở nên nóng hơn bao giờ hết chính là hệ quả của việc những thông tin trên mạng xã hội lan truyền quá nhanh mà không được kiểm chứng. Là một trong những học sinh từng học qua chương trình công nghệ giáo dục, chị Lê Nguyễn Phương Thảo hiện đang là giảng viên khoa báo chí truyền thông trường Đại học Khoa học Huế khá bất ngờ trước những ý kiến trái chiều về chương trình công nghệ giáo dục. Theo chị, những ý kiến phản đối nên đặt mình vào vai con trẻ chưa biết đọc biết viết, cần phải hiểu về âm tiết, về vật thực vật thay thế để tiếp thu phương pháp này. Đồng thời là một giảng viên ngành truyền thông, chị Thảo cũng lên án việc cộng đồng mạng đã thổi phồng vấn đề một cách thái quá, tạo nên một làn sóng dư luận không đáng có. Khi mà có một cái sự thay đổi lớn thì người ta thường có những cái sự bất ngờ, hoảng hốt và có những cái suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên bây giờ là kiểu Facebook và mạng xã hội thì trở nên phổ biến như vậy thì người ta sẽ dễ dàng bị tâm lý đám đông chi phối. Chính vì vậy, ngoài cái việc mà đưa ra suy nghĩ thì người ta còn dễ bị hùa theo những cái suy nghĩ tiêu cực, khiến người ta nói lên những cái ý kiến mà thiếu cái tính chủ quan. Chính vì vậy mà có một số các cái hiện tượng như là xuyên tạc đã kích từ các cái status, các cái share, các cái clip chế nhạo vân vân. Thì mình nghĩ là người ta nên suy nghĩ một cách cẩn trọng hơn. Việc mà mọi người liên tục share những bài viết chưa được kiểm chứng thì đó là sẽ gây nên những cái luồng suy nghĩ sai trái chiều cho mọi người, và nó sẽ gây ảnh hưởng đến suy nghĩ cho mọi người về nền giáo dục của Việt Nam. Trong thời lượng của chương trình này, chúng tôi không bàn đến hiệu quả thực sự của chương trình giảng dạy theo tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục, mà chúng tôi muốn khán giả hiểu rõ rằng một vấn đề luôn có hai mặt. Chúng ta tiếp cận thông tin là điều cần thiết, nhưng tiếp cận những thông tin gì và nhìn nhận nó theo góc độ nào là điều mà mỗi người cần phải lựa chọn chính xác, tránh để những thông tin sai lệch đi quá xa và gây nên những làn sóng phản đối không đáng có.